năm đáp ứng nhu cầu chơi game ngày càng tăng của người dùng trên thế giới. Showbiz đã nắm bắt được tâm lý và cho ra mắt dòng ca nhạc Showbiz Gamer Number One dành cho những tín đồ gaming thực sự. Ngày hôm nay hãy cùng Nhi khám phá xem thử là chiếc tai nghe này có gì đặc biệt nha. Chiếc tai nghe này sở hữu thiết kế rất là bắt mắt với chiếc hộp sạc mang hơi thở tươi mới với cái đầu rám cực ngầu luôn. Bên trên hộp đựng và cả tai nghe bên trong có cả đèn led chói lóa như thế này nữa nè. Cả nhà có thể điều khiển cảm ứng trên em nó. Với thiết kế tai nghe vừa với tai như thế này thì mọi người cứ yên tâm khi mà chúng ta đeo lâu không bị rơi. Và đặc biệt đeo lâu sẽ không có cảm giác bị căng tai gì cả. Anh em nào mà chơi game sẽ biết được là khi chơi game mà nghe nó bị trễ thì rất là khó chịu đúng không nè. Nhưng đối với Showbiz thì cái độ trễ của âm thanh dường như là bằng không. Với độ trễ chỉ có 0,06 giây ở chế độ chơi game thì âm thanh luôn được đồng bộ hóa mà không bị gián đoạn, đảm bảo bạn sẽ có những thời gian chơi game tuyệt vời nhất. Ngoài ra thì cái tai nghe này còn được trang bị trình điều khiển kép sẽ giúp cho cân bằng được cả 3 dải âm. Do đó bạn có thể dễ dàng kiểm soát, nắm được hướng và vị trí của đối thủ. Tai nghe chơi game này sẽ giúp dễ dàng kiểm tra được tiếng bước chân nhỏ và âm thanh sử dụng kỹ năng trong FPS. Đồng thời phù hợp cho cả trò chơi tĩnh cũng như là điện thoại thông minh. Một điểm cộng cho em tai nghe này đó chính là khả năng khử tiếng ồn rất là ok đó nha. Showbiz được trang bị 4 micro khử tiếng ồn mang lại giọng nói rõ ràng, giúp các cuộc gọi thoại nghe chất lượng hơn rất là nhiều. Với 5 giờ sử dụng liên tục, thoải mái trải nghiệm, Gamer Number One có thể sử dụng liên tục trong 5 giờ với bộ tai nghe, cung cấp thời gian chơi lên đến 25 giờ với hộp sạc. Thì đấy, các bạn có thể thoải mái chơi game mà không lo gián đoạn gì cả. Hiện tại thì em này có mức giá là 790.000 tại cửa hàng Minh Tú Mobile. Nếu mà anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay để đặt hàng nha. Và có thắc mắc gì thì các bạn cũng hãy để lại comment. Cuối cùng đừng quên like, share và đăng ký kênh của Minh Tú Mobile. Còn bây giờ thì bye bye.